和丢失才能找回真心。我在人群里丢了过去，找到你。每一次放弃才能有所获取，我在人生里直面那些不得已。每一次坚持才能再次相聚，我在疼痛里等待奔向你。每一次努力才能面对自己，我在时光里坦荡做自己。我们的故事在爱情里，不管难走过多少次，我们的故事在幸福里，不管难讲过多少次，我们的故事在青春里，当下就是我们自己，我们的故事在故事里，mà chuyện lần này cũng vẫn là do cô thực thi. Tạm biệt nha. Ăn cơm thôi. Để anh phụ cho. Để xuống coi chừng nóng. Anh ấy bị sao vậy? Hồi chiều tới giờ anh ấy nhận được điện thoại nói là kế hoạch của tụi anh không được thông qua cho nên mới vậy. Từ tối tới giờ anh ta cứ ngồi im như vậy. Bị kích động quá đó. Cảnh Tử Hàng cảm thấy số tiền đầu tư cho bản kế hoạch quá cao. Nếu như vậy thì kế hoạch của tụi anh không được thực hiện. Phiền phức thiệt đó. Còn bên em sao rồi? Không phải đuổi việc Tiểu Ly sao? Em đã nói chưa? Anh đừng nhắc nữa. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này là không biết mở miệng làm sao, tại thân với chị ấy mà. Hay là anh nói... Anh cũng muốn giúp em lắm. Nhưng mà anh là DM, không liên quan gì tới phòng thu mua của em hết. Thôi để em tìm cơ hội nói với chị ấy. Anh cũng phải để tâm tới việc ở bên thương mại điện tử đi. Chứ đừng bỏ như vậy, đáng tiếc lắm đó. Nè, anh thấy anh Dương ngồi im như vậy nửa ngày rồi, chắc có hy vọng đó. Bạn kế hoạch hay như vậy mà lại bị dẹp bỏ. Cảnh Tử Hàng nhất định đang muốn nhắm vào tôi rồi. Anh à, người ta không biết chuyện này có liên quan tới anh đâu mà, anh biết chưa? Vậy thì là nhắm vào cậu hả? Vậy ý của anh là bản kế hoạch này hết hy vọng hả? Đương nhiên là còn hy vọng. Vậy phải làm sao? Chết rồi. Chỉ cần tiêu diệt Cảnh Tử Hàng, tôi coi còn ai dám cản trở kế hoạch của chúng ta nữa không. Say rồi, hèn chi. Billy không sai. Billy ngàn chén cũng không sai.
Hay là mình đưa anh ấy vô phòng ngủ đi. Thôi không sao đâu, kệ đi. Làm việc lớn không được uống rượu mà, đáng đời. Anh phải hiểu cho Dương Thủ Tiên chứ. Điện tử. Anh phải hiểu cho Billy. Anh ấy đầu tư vào kế hoạch thương mại điện tử nhiều như vậy, bây giờ nói bỏ là bỏ, đảm bảo tâm trạng không vui rồi. Em là bạn gái của anh mà quan tâm anh ta làm gì? Không được thì mình sẽ đổi. Anh sẽ cho giảm bớt tiền đầu tư. Anh không tin không sửa được thành một bản kế hoạch hoàn hảo. Chi phí đầu tư vẫn còn quá cao. Logic đâu? Không có logic làm sao bán hàng đây? Rồi những biên chuyển. Thiết kế trang web quá khó coi, ngoại lệ không được phù hợp cho lắm, y chang như một đống phân. Tiểu Trinh à, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Muốn chết. Tôi cũng vậy. Vậy anh chết trước tiên đi. Dù sao tên của anh là Thủ Tiên mà. Còn lâu. Cậu nói còn cái gì chúng ta chưa viết vào bản kế hoạch nữa không vậy? Rốt cuộc là mình còn sót cái gì nữa không? Chúng ta đã nghĩ hết rồi, bao gồm cả những lần anh ta sửa chữa đều hệ thống quá vào bản kế hoạch này hết. Thật sự tôi không nghĩ ra còn sai sót thứ gì. Khổ tâm thiệt đó. Tôi thấy chúng ta nên bỏ bản kế hoạch này luôn đi. Anh muốn bỏ cuộc hả? Bỏ đi. Cậu sao vậy? Không thể nào không đi làm được. Tôi phải tới công ty thôi. Đi làm, đi làm. Làm cái con khỉ. 10 tuổi bản thân tôi đã bị việc đi làm quỷ hoại rồi. Cậu chờ tôi với. Mời vào. Tiểu Ly. Ừ? Em cũng đang tính tìm chị nè. Trùng hợp vậy chứ. Đúng lúc chị cũng có chuyện muốn tìm em nè. Chuyện gì vậy? Thôi cứ nói chuyện của chị trước đi. Hôm nay sinh nhật của chị đó. Tên 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 tên. Sao chị không nói sớm cho em biết? Chị em chẳng chuẩn bị gì hết nè. Không cần đâu mà. Ở ngoài mọi người đang y chang như bầy ong dở tổ đó. Miếng bánh này khó khăn lắm chị mới giành giật được. Để dành cho em nè. Nhanh đi. Cảm ơn chị nha. Em thử đi. Trái cây hả? Ừ ừ. Ngon quá. Ừ. À đúng rồi, em đó tìm chị, có chuyện gì vậy? Không có gì. Để qua hôm nay rồi hãy nói. Vậy thôi chị đi làm nha. Được rồi. Đúng rồi giám đốc hạ. Cảm ơn em nha. Mọi người ai cũng nói được làm cấp dưới của em vui quá trời luôn. Mọi người biết là mình đã phạm rất nhiều lỗi, tất cả đều nhờ em nâng đỡ. Cảm ơn em. Mọi người ai cũng nghĩ như vậy hết đó. Làm sao có thể nói ra được chứ. Phía trước có ngã rẽ, anh ôm tôi chặt chút nha. Tôi không có ôm. Hai thằng mình mà ôm nhau nhìn mắt ói lắm. Coi chừng có thai thiệt đó. Nếu như anh sợ mắt ói, anh tự lái đi.
chứ đi chung với tôi làm gì? Bắt xe phải tốn tiền, ngồi xe máy của cậu thì không tốn tiền. Vậy thì ôm chặt chút đi nha, lát nữa té rồi có trách tôi đó. Ờ đúng rồi, Tiểu Trịnh, tôi nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy là có vấn đề đó. Bản kế hoạch của chúng ta đã hoàn hảo vậy rồi nhưng mà vẫn không được thông qua. Có phải là Cảnh Tử Hàng cố tình làm khó cậu không vậy? Tôi không nhớ để đắc tội gì với anh ta. Ủa? Giỡn hoài. Giám đốc Hạ, ăn cơm thôi. À, tới rồi hả? Hay là chúng tôi chuẩn bị giùm cô nha? Không cần đâu, cùng tới căng tin ăn đi. Nè, Tiểu Ly đâu? Sao cô ấy không vào cùng anh? Cô ấy vào bệnh viện rồi. Vào bệnh viện? Dạo này chiều nào cô ấy cũng phải vào viện để chăm sóc cho ba mình. Nhưng mà ăn cơm trưa xong cô ấy mới đi. Có nghiêm trọng không? Không sao chứ? Không sao. Cậu đưa xe tôi mượn chút, tôi muốn tới Hậu Nhiên thử. Hả? Lúc nãy có đoạn đường ngắn thôi mà anh còn té xém chết nữa. Cậu đã nói xong chưa? Hồi tôi biết lái không biết cậu còn ở chỗ nào nữa kìa. Xuống, xuống đi. Được. Nè, vẫn là câu hồi nãy, cậu chắc chắn không đắc tội với Cảnh Tử Hàng chứ? Trời ơi, người ta là lãnh đạo mà tôi muốn đắc tội cũng không có cửa đâu. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, tôi đi đây. Đi cẩn thận nha. Sao? Gì nữa đây? Nếu như Cảnh Tử Hàng vẫn giữ thái độ đó thì kế hoạch của chúng ta có muốn trình lên cấp trên cũng không qua được cửa của Cảnh Tử Hàng đâu. Tính vừa cấp hả? Mình sẽ đưa bản kế hoạch thẳng tới tận tay của lãnh đạo PMS. Vậy còn cách nào không? Tôi vẫn chưa nghĩ ra nữa. Để về rồi nói ha. Tôi đi đây. Trời ơi, lại gì nữa đây? Nói gì nói lần đi, làm hao xăng quá. Nè, cậu có quen lãnh đạo cấp cao của PMS không? Càng cao càng tốt. Nếu như chúng ta không đi theo trình tự thì phải đi bằng cửa sau chứ, có không? Có không? Tôi hả? Cũng đúng, thôi bỏ đi. Hỏi cậu cũng như không, cậu mới là nhân viên chính thức mà, làm sao có mối quan hệ đó được. Thôi để tôi nghĩ cách khác, đi đây. Tôi có quen biết một người lãnh đạo cấp cao nhất, cao nhất, cao nhất. Vào đi. Tôi biết anh bận nên tôi mua cho anh đây. Toàn là món anh thích ăn đó. Sao cô biết được những món mà tôi thích ăn? Mỗi ngày nhìn anh ăn cơm, chú ý một chút là biết thôi. Có lòng quá vậy? Ăn đi. Có cần tôi đút cho không? Cô cầm về đi, tôi xuống canteen ăn. Sợ tôi hạ độc sao? Cô rất có sức lực, tại sao không dồn nó vào công việc của cô? Cô đừng cố gắng nịnh hót cấp trên như vậy. Tôi nói với cô rồi, cô đừng chơi trò trẻ con với tôi nữa. Học hỏi đó đó đi. Học chị ta cái gì chứ? Học ở chị ta cái khờ khạo sao? Ít ra cô rất thành thật. Chị ta tới việc đơn giản là sa thải một nhân viên mà cũng chậm chạp lề mề, thì lấy đâu ra tư cách để quản lý một phòng ban chứ? Là bởi vì cô rất trọng tình cảm. Trọng tình cảm? Anh có không? Thank you.
Đang nghĩ gì đó? Sao suy tư vậy? Ông Trùm, tôi không muốn làm giám đốc phòng thu mua nữa đâu. Tại sao lại như vậy? Có thể nào không sa thải Tiểu Ly được không? Tôi biết ngay, chỉ là chuyện này mà. Không phải tôi nói với cô rồi sao? Đây là quy định của công ty, cô ta phạm sai lầm thì phải chịu trừng phạt thôi. Nhưng mà quy định cũng phải có tình chứ. Ba của Tiểu Ly đang bị bệnh nằm trong bệnh viện, đây là lúc mà cô ấy gặp phải khó khăn nhất. Lúc này mà kêu tôi sa thải cô ấy, tôi không làm được. Đó đó, có một chuyện tôi muốn nói rõ cho cô biết. Chuyện gì vậy? Lần này tôi đã giúp cho cô rồi. Vậy là có ý gì? Nếu như theo quy định của công ty, Tiểu Ly phải trực tiếp bị sa thải. Hơn nữa còn phải thông báo công khai lỗi mà cô đã phạm, sẽ được viết vào hồ sơ. Sau này nếu cổ tìm việc làm cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Bây giờ nếu cô là người nói sa thải cổ thì chuyện này sẽ không bị viết vào hồ sơ, chỉ xem như từ chức bình thường thôi. Vậy cho nên cô phải hiểu, cô sa thải cổ nếu nhìn từ góc độ khác là cô đang giúp cổ thôi. Tôi đã hiểu ý của anh rồi. Nếu như cô không tiện nói với cổ, có thể nhờ phòng nhân sự giúp cô nói với cổ. Cảm ơn ông Trùm. Cho dù để cho phòng nhân sự nói đi nữa, tôi vẫn phải đối diện với Tiểu Ly, cũng đâu thể trốn tránh mãi được. Đây là chuyện của tôi, tôi phải tự mình giải quyết. Đó đó, làm lãnh đạo không phải hòa hợp với mọi người thôi là được đâu. Cô nhất định phải... Nè, bên này. Ồ, cảnh tổng. Hai người từ từ ăn ha. Hai người nói chuyện gì vậy? Công việc thôi. Thiệt không? Gì đây? Nghi ngờ nữa hả? Dương Thủ Tiên nói anh nhất định đã đắc tội với Cảnh Tử Hàn, vậy nên mới nhắm vào anh. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, khả năng duy nhất chính là anh ta thích em, cho nên mới xem anh là vật cản đường. Sau đó, em hiểu chưa? Anh nói nhảm quá. Ông Trùm làm sao có thể thích một người ngốc nghếch như em? Đúng vậy, chỉ có anh mới thích người ngốc như em thôi à. Coi nhanh xui xẻo đi ha. Anh mới đúng là đồ ngốc nghếch đó. Cả nhà anh đều ngốc nghếch. Nè à, em không ăn lê đúng không? Để anh lao cho ngang. Đó đó, em tìm chị hả? Chị đi bệnh viện về rồi hả? Ừ. Ba chị giờ sao rồi? Ơi, người già mà em, chỉ cần không có chị bên cạnh là ông ấy không chịu ăn cơm. Nếu như có việc gì cần em giúp đỡ, chị cứ nói nha, có biết chưa? Đó đó, em quan tâm mọi người như vậy là đủ rồi. Không sao. Ủa, em tìm chị là vì việc này hả? Không phải. Ờ, em có chuyện khác muốn nói với chị. Tiểu Ly, chuyện chị thay em ký vào đơn nhập kho hàng đã bị phát hiện rồi. Chuyện này đã bị vạch trần ra. Em xin lỗi, em không giúp được chị. Công ty cũng đã đưa ra quyết định, cho nên chị... Sa thải hả? Chị xem quy tắc ở công ty rồi. Em xin lỗi. Không sao đâu, không liên quan gì em. Vậy vậy bây giờ chị đi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị. Tiểu Ly à, em tới phòng tài vụ để lấy tiền đền bù giúp chị nha. Không sao, không cần. Đó đó. Trên mặt còn ngẩn ra đó. Đây là kế hoạch quan trọng gần đây của công ty, cậu phải nắm vững rồi đưa nó lên mạng nha. Ê trời ơi, càng mới thì càng không có người xem. Nói cũng thừa, đây là công việc của cậu mà. Nhanh lên. Alo, anh mau tới công ty nhanh nhất có thể đi.
Nhưng mà trong thời gian làm việc ở công ty, cô ấy luôn luôn biểu hiện rất xuất sắc mà. Hơn nữa trong thời gian này gia đình cô ấy gặp phải vấn đề khó khăn về kinh tế, tại sao không thể chi ra một khoản tiền bồi thường chứ? Thật là xin lỗi giám đốc Hạ, phòng tài vụ cũng có quy định riêng của mình. Quy định là thứ chết, con người mới sống nè. Nếu như lần này tôi chi cho chị số tiền bồi thường này, vậy người bị sa thải tiếp theo sẽ là tôi. Trong người có bao nhiêu tiền đưa cho em? Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lúc về em sẽ giải thích với anh, nhanh đi. Anh đem không có bao nhiêu hết, có chuyện này thôi. Mệt chết đi được. Anh tới đúng lúc lắm. Trong người có bao nhiêu tiền đưa cho tôi đi. Chi vậy? Bộ hai người tính lừa cướp đỏ của tôi hả? Đừng có nói nhiều, chuyện gấp lắm. Nè, 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 nè. Chị để lại cho tôi có 10 đồng. Nè, nè, nè. Độc ác thiệt đó. Được rồi, được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi ha. Đối với tôi, nhân dân tệ là việc chính. Chúng ta có một cơ hội. Cơ hội gì vậy? Anh xem đoạn này đi. Hội nghị xây dựng hình ảnh PMS. Cái này thì có liên quan gì đến phòng thương mại điện tử của chúng ta? Đây là một hội nghị có quy mô lớn, vậy nên lãnh đạo cấp cao đều sẽ tham gia hết. Như vậy thì đã sao? Qua mặt trực tiếp luôn. Qua mặt Cảnh Tử Hàn. Người anh em, đây gọi là vượt cấp nhảy giọt luôn đó. Cậu đã suy nghĩ chưa? Nếu như mà thất bại thì cậu sẽ chết thê thảm. Vậy nên lần này chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Tối nay anh tới nhà tôi rồi chúng ta làm lại bản kế hoạch. Tôi vẫn còn một câu hỏi. Nói đi. Bao giờ thì đó trả tiền cho tôi vậy? Tiểu Ly, chị nhận đi mà. Em biết là gần đây chị đang rất cần tới tiền. Đoá Đoá, nếu như em là bà của chị, em đừng làm như vậy mà. Chị bị công ty sa thải rồi, sao chị có thể nhận tiền của em được? Không phải bác trai đang nằm trong bệnh viện hay sao? Cứ coi như là giúp thành ý của em đi, có được không? Chị biết hoàn cảnh nhà chị không tốt, nhưng mà chị không thể nhận tiền bố thí của người khác. Chị bị công ty sa thải không liên quan gì em, chị không thể nhận tiền của em được. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Ngoài tiền công ty đưa ra thì một đồng nào khác chị cũng không lấy. Nhưng mà Đoá Đoá, chị thật sự cảm ơn em. Vậy sao? Em ở đây phải tự chăm sóc bản thân ha. Chị đi đây. Tạm biệt. Được rồi, em đừng có buồn nữa. Anh tin rằng Tiểu Ly nhất định sẽ tìm được một công việc phù hợp thôi mà. Đúng vậy đó. Người ta không phải đã nói trong họa có phúc, trong rủi có mai sao? Nói không chừng công việc sau này sẽ tốt hơn ở đây gấp mấy lần, đúng không? Nhưng mà em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với chị ấy, muốn làm gì đó giúp cho chị ấy. Không phải cô ấy nói rồi sao? Ngoài tiền của công ty ra, tiền của người khác nhất định không nhận. Nhưng mà phòng tài vụ nhất định không đưa cho chị ấy tiền bồi thường. Đó đó à, có một số chuyện chỉ cần cố hết sức là được rồi. Đâu phải chuyện gì kết quả cũng xảy ra giống như mình dự đoán đâu. Nhưng em vẫn không cam tâm. Giám đốc Hạ, cái này giám đốc Chu của thực phẩm Bình Diễn cho người đem tới. Đây là cái gì vậy? Đây không phải là thẻ mua hàng cho nhà cung ứng hả? Sao lại trả về ta? Thực phẩm Bình Diễn hình như đã rút khỏi khu Qua Đông rồi. Ý của Chu tổng là không có công thì không hưởng lợi, thấy ngại khi nhận quà này nên đã gửi trả lại. Chu tổng là một người thực tế. Mà cái này không phải là đưa cho phòng nhân sự sao? Không cần đâu, dù sao năm nào cũng tặng thẻ mua hàng mà. Chị giữ đi, khi nào có khách hàng thì chị tặng cho họ. Được rồi. Giám đốc Hạ, vậy tôi ra ngoài nha. Được. Cái thẻ này công ty cho chị hả? Ừ, đột nhiên nghỉ việc. Đây coi như là công ty bồi thường cho chị một phần nào đó. Nhưng mà không phải theo quy định của công ty thì sẽ không có bồi thường sao? Đoá Đoá, em đang lừa chị phải không? Ừ, cái thẻ này là nằm trong danh sách tặng cho nhà cung ứng mà. Em làm sao mà có được chứ? Được rồi, chị cứ nhận đi. Là công ty đưa chị thiệt mà. Chỉ là em đưa giùm cho chị thôi. Chị mua cái gì bổ dưỡng để tẩm bổ cho bác trai nha. Nhưng mà trong thẻ này có 5.000 đồng phải không? Sao vậy? Ít quá hả? Không phải, không phải, không phải. Ý chị nói là nhiều quá đó. Chị, cái này, chị, đó đó. Cảm ơn, chị biết là cái này đảm bảo là em giúp chị đấu tranh với công ty, có đúng không? Được rồi, đừng cảm ơn em, không liên quan gì tới em hết đâu. À đúng rồi, cái thẻ này chỉ có thể dùng được trong hệ thống siêu thị của BMS. Đừng có làm sai đó.
Cảm ơn em. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tôi. Người của mình không sao. Cậu mở đi. Anh làm gì vậy? Trên đường em đi có ai đi chung không? Ai đi cùng em chứ? Tại sao lại đi cùng em? Các anh làm cái gì vậy? Nhỏ thôi, nhỏ thôi. Bây giờ em đã vô đây rồi, vậy chúng ta xem như là ngồi cùng một thuyền ha. Vậy giờ em đi được không? Ê, bỏ cái tay ra coi. Trên tường có ba vị là thành viên cấp cao của hội đồng quản trị BMS, cũng là mục tiêu lần này của chúng ta. Mấy anh muốn bắt cóc hả? Anh đang tìm cơ hội để đem bản kế hoạch thương mại điện tử của chúng ta trao tận tay cho ba vị này. Sai. Là bốn người, vẫn còn sống một người, vợ của chủ tịch hội đồng quản trị. Thật ra đây mới thật sự chính là người nắm quyền ở trong tay nè. Ok, bây giờ tôi sẽ trình bày về kế hoạch của mình. Chỉ cần ba người này, à không, bốn lần cao nhất trong hội đồng quản trị, bất kỳ vị nào trong bốn người họ tham dự hội nghị quan trọng lần này ở khu vực Hoa Đông xem được, vậy thì bản kế hoạch thương mại điện tử lần này của chúng ta xem như đã có hy vọng. Vậy tôi có bắt buộc phải đến không? Đương nhiên rồi. Tới lúc đó giấy thông hành vào cổng của anh tôi sẽ lo cho. Chỉ cần hội nghị vừa kết thúc, chúng ta cầm bản kế hoạch của mình nhắm vào một trong bốn vị lãnh đạo cấp cao này. Chính xác là vị nào, tới lúc đó chúng ta sẽ xem xét tình hình mà quyết định. Bây giờ chúng ta có tới bốn mục tiêu, cho thấy cơ hội thành công lần này rất cao. Gì hả? Chỉ có 25% chứ mấy, vậy mà tính là cao hả? Nếu thất bại thì sao? Tôi đã coi trong sổ tay nhân viên của BMS rồi, tất cả hành vi vượt cấp đều sẽ bị công ty đưa ra xử phạt đó. Cao nhất có thể sa thải. Hả? Dù sao cũng không liên quan tới tôi, nên chẳng sợ bị sa thải. Anh có thể bị xem là gián điệp kinh doanh, nhiều nhất ngồi tù có 2 năm thôi, yên tâm đi. Có thể không tham gia được không? Được rồi, được rồi, tôi đi, tôi đi. Được rồi, cho dù anh thực sự bị ngồi tù, mỗi năm tôi sẽ đem 2 lần canh gà cho anh. Tôi cảm động quá. Được rồi, được rồi, được rồi, đừng loạn nữa. Tiểu Dương, lần này anh nhất định phải có lòng tin thì mới được. Cho dù chúng ta có phải trả cái giá nào đi chăng nữa, anh cũng phải làm sao cho bản kế hoạch này xuất hiện trước mặt lãnh đạo cấp cao của BMS. Nếu như vẫn bị bắt bỏ thì sao? Vậy thì tôi chấp nhận, có thua cũng tâm phục khẩu phục, còn tốt hơn so với cảnh Tử Hàng lần nào cũng trả về. Vậy anh cần em để làm việc gì? Em là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong kế hoạch này. Mỹ nhân kế đó. Hả? Trịnh Mặc, anh cam lòng sao? Cảnh tổng. Giám đốc Điền, cô có biết là những nhân viên cấp dưới của cô đặc biệt danh gì cho cô không? Tôi rất muốn nghe thử đây. Bọ hút máu. Vẫn còn tâm trí đặc biệt danh cho người khác. Xem ra bọn họ không bận rộn như vẫn nói rồi. Tất cả nhân viên cấp dưới của cô đều rất ghét cô. Tôi tới để làm cấp trên, chứ không phải tới để làm từ thiện. Thứ tôi cần là thành tích. Bọn họ thích tôi hay ghét tôi không để ý đâu. Cô thực sự không xem nhân viên của mình giống như con người. Nữ thì coi như nam, nam thì coi như trâu bò.
Mà cho dù thực sự là như vậy, cô nghĩ là thành tích của cô có thể vượt qua bộ phận của giám đốc Hạ sao? Cảnh tổng, thành tích của tôi nhất định phải qua mặt Hạ Đô đó. Cô thực sự xem Hạ Đô đó là đối thủ cạnh tranh sao? Anh đề cao Hạ Đô đó quá rồi. Cô ta chỉ nhờ có quan hệ chứ không hề có năng lực quản lý. Cảnh tổng, tôi biết là bây giờ anh đang cần thành tích hơn tôi. Giám đốc Điền, cô đánh giá cao sự tự tin của mình rồi. Tôi không cho phép xảy ra chuyện tương tự như chuyện của Tô Sanna và Giang Nhược Thủy. Trịnh mặt của DM hình như đã chính thức hẹn hò với Hạ Đoá Đoá. Tôi rất thắc mắc tại sao anh vẫn quan tâm Đoá Đoá như vậy. Anh không cảm thấy tôi sẽ trở thành người thân cận của anh sao? Thậm chí hơn cả thân cận nữa. Điền Ti Ti, bất luận cô muốn trừng trị ai, tôi cũng giả bộ như không nhìn thấy. Nhưng nếu cô làm gì Hạ Đoá Đoá, tôi sẽ là người đầu tiên đạp đổ cô. Giám đốc Điền, tôi chờ xem thành tích tốt của cô. Ti Ti à, chuyện gì? Chị mới vừa từ siêu thị về nè. Ừ. Mấy nhân viên mà làm kiểm kê ở nhà kho đã phải làm suốt cả đêm luôn đó. Thì sao? Bọn họ bắt đầu kể khổ với chị, nhờ chị giúp đỡ cho họ chứ gì. Em đừng nói vậy. Thực ra mọi người đều làm cùng một bộ phận mà, đâu có ai muốn chuyện như vậy xảy ra chứ. Cũng may là lần này không bị sao hết. Nhưng mà nếu lần sau có chuyện xử lý không ổn thỏa, rất dễ làm cho mọi người e sợ. Vậy thì tôi cần phải tới đó để xem sao. Cảm ơn ý tốt của chị. Không cần cảm ơn đâu, nên làm thôi mà. Hạ Đoá Đoá, chị diễn kịch cũng rất hay. Làm cho lãnh đạo thích không nói đi, lại còn làm cho cấp dưới thích nữa. Không mất lòng ai chị không thấy mệt sao? Nói thật với chị, tôi thấy mệt giùm cho chị đó. Thật không ngờ rằng chị mới tăng cao có mấy lần mà mấy người đã đi khóc than với người khác, lại còn lén lút báo cáo nữa chứ. Nói đi, tôi đang muốn nghe rốt cuộc mọi người đã chịu khổ tới mức nào rồi. À, cảm ơn. Tiểu Ly, được khách sáo. Cảm ơn nha. Cô gái mới tính tiền thanh toán bằng hình thức nào? Giám đốc Điền, cô ấy mới dùng thẻ mua hàng của BMS, có vấn đề gì không? Đưa cho tôi tờ hóa đơn đi. Dạ được. Dạ đây. Chào ông, xin mời. Xin chào. Xin chào, xin mời. Chào ông, mời. Căng thẳng lắm hả? Đương nhiên rồi, vất vả bao nhiêu ngày chỉ chờ có hôm nay thôi. Không biết có cách nào để anh bớt căng thẳng không ta? Anh thấy cậu bộ có một cách đó. Anh lại đang tính dở trò gì nữa đây hả? À, tôi tới rồi. Tôi tới rồi, tới rồi. Đường kẹt xe dữ quá. Tôi không tới trễ hả? Anh sớm không tới, trễ không tới, cố ý hả? Chuyện gì vậy? Hay giờ tôi đi ra ngoài nha. Được rồi, được rồi, mau đi thôi, hội nghị sắp bắt đầu rồi đó. Ok, cố lên anh đi ạ.
đâu đó. Yeah. Chẳng chịu để ý gì hết. Trịnh Mặc, sao mà anh không cẩn thận vậy hả? Cố lên. Cái gì? Vừa rồi chính là kế hoạch chi tiết khu Hoa Đông của chúng ta trong năm nay. Chúng ta phải thực hiện cho thật tốt. Tốt nhất nghĩa là không chỉ nói miệng. Tốt nhất là phải nên thực hiện tốt lời hứa của chúng ta. Biết rằng trên thế giới không có tốt nhất, nhưng chúng ta nên tạo ra một cảm giác hy vọng để theo đuổi thứ tốt nhất, mới có thể giúp thành tích của công ty càng ngày càng tăng. Xin cảm ơn mọi người. Vậy đã hợp xong rồi hả? Đã hợp xong rồi. Anh lượm đi rồi tìm tôi nha. Tiêu rồi, trình tự lộn hết rồi. Sao rồi, có đuổi kịp không? Có hai người đã đi rồi, vẫn còn một người nữa, nhất định phải đuổi kịp. Đuổi theo. Điều tại tôi, xin lỗi nha. Tiểu Trịnh à, chờ tôi với. Gì đây? Tôi thấy lãnh đạo là căng thẳng lắm, đừng giao việc trọng đại này cho tôi. Cậu đi đi. Hả? Chờ đã. Cố lên nha. Cố lên. Bạn báo cáo kế hoạch này làm rất tốt. Quan trọng là khi thực hiện phải chú ý đến từng chi tiết, có biết không? Chuyện này... thật là ngại quá, đang có một bản báo cáo cần anh phải xác nhận gấp. Cô chờ chút đi. Không được, anh đã kéo dài lâu quá rồi, càng nhanh càng tốt. Đâu đó. Anh đi nhanh quá, xém chút không đuổi kịp rồi. Có chuyện gì? Vẫn là chuyện bản kế hoạch đó. Cậu muốn đưa tận tay cho cấp trên luôn sao? Trên mặt à? Cậu có biết làm như vậy sẽ vi phạm nghiêm trọng quy định công ty không? Tôi đâu có dự cấp đâu. Những điểm anh kêu tôi sửa ổn hết rồi. Chỉ muốn đem nó cho anh coi thôi mà. Phải đưa lúc này mới được sao? Bây giờ không tiện hả? Kế hoạch gì đó sao gấp vậy chứ? Tôi làm một bản kế hoạch liên quan tới thương mại điện tử. Cảnh tổng đã đưa ra rất nhiều ý kiến hay, tôi cũng đã chỉnh sửa kỹ lưỡng rồi, nên muốn đưa cho cảnh tổng xem lại. Tôi đã nói với cậu rồi, bản kế hoạch này của cậu có rất nhiều chỗ vẫn còn rất sơ sài. Hơn nữa là không có tương quan với tư liệu điều tra thị trường. Tôi mong cậu hãy bỏ nhiều thời gian vào, đừng qua lo như vậy. Vậy sao? Để tôi xem. Bản kế hoạch thương mại điện tử. Diễn đàn buôn bán trên mạng. Tốt lắm. Thật sự là không tệ đâu. Thật ra hôm nay tổng công ty cũng đang dự định mở một thị trường buôn bán trên mạng. Vậy cho thử nghiệm ở khu Hoa Đông của cậu đi. Chàng trai trẻ, cậu làm tốt lắm. Cố gắng lên nha. Tôi cảm thấy bản kế hoạch này rất có triển vọng. Cảnh tổng, cậu thấy sao? Đúng. Về căn bản thì tôi cảm thấy bản kế hoạch này rất có triển vọng. Vậy thì được, phải nắm cho chắc đó nha. Đúng rồi, dù sao bản kế hoạch này cũng do cậu trai trẻ này lập nên. Vậy thì cho lập phòng thương mại điện tử mới, tạm thời do cậu ấy đảm nhiệm đi. Cậu thấy sao? Tôi cũng thấy nên làm gì. Rồi, cứ quyết định như vậy đi. Có việc gì khác thì cậu tìm gặp cảnh tổng nha. Cảm ơn.
Mời. Cảm ơn cảnh tổng nha. Yeah. 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 Trận phối hợp này của ba anh em chúng ta nhất định không ai địch nổi, sao có thể thất bại được chứ hả? Được rồi, giữa chừng tôi gây ra một cái lỗi nhỏ xíu xíu, nhưng mà đường đi càng gặp gần thì kết quả sẽ càng huy hoàng hơn. Có phải là lúc này tôi nên tránh mặt đi một lát đúng không? Trẫm chuẩn tố. Bây giờ chỉ còn hai người chúng ta, không ai có thể làm phiền nữa. Ở đây là công ty đó. Cái gì nữa vậy trời? Xin lỗi làm phiền rồi. Đó đó, chị có thời gian không? Em đừng khách sáo làm gì, em có thể đến tìm chị. Chị cảm thấy rất vui. Hai ngày nay em hay nghĩ đến thời gian chúng ta sống cùng nhau. Có thể là em đã thật sự hiểu lầm chị. Thực ra em tới tìm chị là muốn nói lời xin lỗi với chị. Đúng là em phải nên quan tâm hơn đến cấp dưới. Làm như vậy quả là không đúng. Em hiểu được như vậy là đã quá tốt rồi. Dạo này em cứ mơ mơ màng màng, cảm thấy mình càng ngày càng cô đơn. Làm sao có thể chứ? Không phải chị vẫn luôn bên cạnh em sao? Đúng vậy, chỉ có chị mới đối xử tốt với em thôi. À đúng rồi, xem chút nữa em quên mất tiêu. Em vừa mới thống kê số thẻ mua hàng chúng ta đưa cho khách hàng. Bên chị đã phát cho họ chưa? Có ai trả lại không? Chuyện này hả? Không có, chị đã phát cho khách hàng hết rồi. Vậy được rồi. Vậy thì chị ký tên vào đây đi. Chút nữa em sẽ đi tới phòng khách hàng rồi nộp luôn cho họ. À. Tới lúc đó mình sẽ đến phòng khách hàng, bù số tiền đó lại, như vậy là được rồi mà.终于承认。